Hey yo, xin chào tất cả mọi người. Ở video ngày hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi theo mình cắt tóc. Đây là một chủ đề mà mọi người đã yêu cầu mình rất nhiều, hỏi về kiểu tóc của mình đang để là gì, làm thế nào để có thể đến barber và nói cho họ biết về kiểu tóc mà mình muốn cắt, và rất nhiều câu hỏi nữa mà mình hy vọng là sẽ có thể giải đáp được cho mọi người ở trong video lần này. Hiện giờ thì mình đang book một chiếc xe để di chuyển từ nhà mình đến barber, và trong lúc đợi xe đến thì mình cũng muốn giới thiệu đến với mọi người nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Rhino Shield hay còn gọi là Rhino Shield, là một công ty chuyên sản xuất những chiếc ốp điện thoại được phát triển và nghiên cứu để đạt tiêu chuẩn quân đội Mỹ. Hiện giờ thì mình đang sử dụng một cái bộ ốp có tên gọi là Mod NX. Đây là một cái bộ ốp có thể tháo rời toàn bộ các bộ phận ra, bao gồm cả cái mặt sau này. Và thực sự thì mình đang rất là enjoy cái việc mà chỉ sử dụng cái mặt sau của cái điện thoại này một cách trần trụi nhất thôi. Lâu lắm rồi thì mình cũng không được sử dụng cái điện thoại một cách nguyên thủy nhất có thể. Và cảm giác khi mà cầm một cái điện thoại này như thế này thì thực sự nó rất là phê. Ngoài những chiếc ốp như Mod NX hay Crash Guard NX có khả năng transformer và customize toàn bộ những cái bộ phận của mình, thì Rhino Shield cũng có những chiếc ốp với tên gọi là Solid Suit. Đây là những cái chiếc ốp all in one, bọc toàn thân, mà hiện giờ thì Lùng cũng đang sử dụng một cái phiên bản với vân Goyard mà bên cảm thấy nhìn nó rất là thời trang. Toàn bộ những chiếc ốp của Rhino Shield được thiết kế và sản xuất một cách rất là tỉ mỉ, nên khi mọi người cầm vào những cái ốp này, chắc chắn mọi người sẽ cảm nhận được sự premium và độ hoàn thiện lên đến mức tinh xảo của những cái chiếc ốp này. Nếu mà mọi người có nhu cầu bảo vệ toàn thân những chiếc điện thoại của mình thì chắc chắn hãy check out Rhino Shield, ok? Đấy, Grab đến nơi rồi. 152E, Triệu Vương anh nhá. Chia sẻ với các mọi người là một vài ngày nữa thì Ben sẽ tổ chức một cái garage sale ở tại Gate, bao gồm tất cả những cái đồ của Ben và cả của Lùn nữa. Nếu mọi người quan tâm đến những cái món đồ của Ben mà Ben muốn để lại với một cái giá rất là ok thì mọi người check out Facebook của Gate. Giờ thì thôi, phải xuống nhà thôi. Giới thiệu mọi người, đây là Bờm, ngoài là một barber thì cũng là một người bạn rất là tốt của Ben. Và ok, hôm nay sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi mà mọi người thắc mắc về tóc của Ben này, hay là những câu hỏi tóc liên quan, ok? Thường thì các bạn hay hỏi mình là mình để kiểu tóc gì. Hiện giờ thì mình cũng chưa để kiểu tóc gì cả, bởi vì hiện giờ thì mình vẫn đang nuôi tóc. Và ngày hôm nay thì Bờm sẽ cắt taper cho mình. Thì điểm khác nhau giữa taper với cả fade là gì hả Bờm? Thực ra thì để mà nói thì taper nó vẫn là một loại fade, và nó khác với lần trước là sao? Lần trước là mình lấy cho mình cắt những kiểu tóc kiểu như là natural quick này, những thiên đầu thiên hướng là kiểu sport ấy. Thì mình sẽ fade đường fade kiểu nó cao hơn ấy, kiểu mid fade. Đó, nhưng khi mà mình chuyển sang kiểu tóc dài rồi ấy, thì Bờm sử dụng đường taper cho Ben để làm sao mà nó giúp cho, đầu tiên là cái sọ đầu của xương đầu của Ben ấy nó được cân xứng hơn. Tại vì hồi trước khi mà mình đã fade mid fade ấy là mình đi qua tất cả các điểm xấu luôn. Đấy, mình tập trung vào cái màu thôi. Nhưng khi mình cắt đầu dài rồi ấy, cắt những cái đầu lên hướng là dài bồng ấy, thì mình sẽ đổi luôn, là mình sẽ cắt taper để mình giữ làm sao cho những cái điểm rõ này nó không bị gọi như là bị vào nữa. Mình sẽ che làm sao cho nó cân khung khung nha. Đấy, tại vì hai cái mai này thường của mình khi tiểm mềm xong ấy, cái đầu này nó sẽ cái hướng là nó sẽ ôm vào trong. Đấy, thế là khi ôm được vào thì mình cắt khung cái là mình ôm hết và che hết thì phải luôn. Mỗi kiểu tóc nó sẽ có một cái form riêng, đặc trưng riêng. Thật sự thì đầu của Ben ấy, để mà nói cái đầu của cuộc đời Ben để đẹp nhất là cái đầu mà hiện giờ giống Bơm ấy, gọi là texture quiff.
Hiện giờ thì Ben đang cố để cái tóc mà nó không phải là đúng chất tóc của mình, nhưng mà đấy, nói chung mình thử thách giới hạn của bản thân. Ben tìm đến Berm ngay từ lúc khi mà mới về Việt Nam là đã tìm đến Berm ngay rồi. Lần đầu tiên hẹn Berm là còn lỡ ấy. Không cắt được Berm. Nhưng mà kể từ sau lần đấy đến bây giờ là gần như cứ khoảng 2 tuần là lại gặp nhau một lần. Một điểm mà Ben rất là thích ở Berm đấy là background của Berm là hip hop. Nếu mà mọi người không biết thì Berm còn được gọi là Berm Chu. Berm Chu. Thì thật ra là ba bơ đến từ rất là nhiều những cái nền văn hóa khác nhau. Có thể là từ Mexican gang này, kiểu gangster này, hay là kiểu gentleman cũng có. Rất là nhiều kiểu ba bơ. Với cái tóc này mình thích gì không nào? Mình thích mình sai phát được, sức bách được, hay là để messy thoải mái, size web bất kể kiểu gì. Cái hai tóc dài như vậy là khi đủ độ dài ấy, nó có thể biến thiên rất nhiều kiểu tóc. Còn những cái đầu ngắn thì nhiều khi với độ dài đấy nó cũng không thể để nhiều kiểu. Nhưng tóc dài nó khác, nó đa dạng kiểu tóc hơn. Tuy nhiên là tóc dài thì chăm lại vất vả hơn. Tóc dài dành cho những người làm thật sự, người ta phải chăm chút, người ta thích phải chăm chút thôi. Mới để được. Giới thiệu mọi người là Berm cũng sắp lấy vợ. Sắp là chú rể. Là chú rể. Sắp vào Sài Gòn cướp dâu rồi. Mình giờ này lại chơi map Sài Gòn. Đấy, chuyển map. Do gì qua nhà Ben làm cho anh em một cái party nữa. Để anh em cháy tí, lâu lắm cũng đi chơi. Nhất trí. Tập với lần là tôi số nhất đấy. Chứ bao giờ đi chơi ba tôi mà tôi thấy có một cái party mà đặc biệt là mình chín luôn, thật sự. Party của Ben đúng không? Lúc chắc là đến thời điểm này thì mọi người khi mà kể đến một barber ấy, mọi người cũng biết phải order gì rồi. Thường thì sẽ là taper hoặc là low fade hay là mid fade hay là high fade. Đấy thì đấy là những cái mà Ben thấy là quan trọng nhất, như kiểu là ưu tiên của mình hàng đầu khi mình order là mình sẽ yêu cầu là mình muốn fade kiểu gì. Sau đấy thì mình lại giải bày một tí về phần trên, kiểu phần trên đầu của mình muốn như nào. Thế quan điểm của Berm nói chung là cái khung mà không đẹp ấy, không ok ấy, thì không thể nói tóc trên được. Đấy, lúc nào phải có số 1 đến số 2 đúng không? Cái khung không ngon thì tóc trên điểm gì đâu. Đấy, đấy. Khung ở đâu thì tóc nó sẽ đáp ở đấy. Vì thế là đấy, mình phải lựa chọn làm sao cái khung thì nó phù hợp với kiểu tóc mình chọn. Đấy, còn fade hay không thì lúc không quan trọng. Đấy, ai mà người ta muốn fade thì fade, mà người ta không fade thì cũng chả sao, vì cái fade không nó phải tùy vào cái nhu cầu của mọi người. Nhưng mà thật sự là đến bây giờ mà nếu bạn không fade thì thực là nó là uổng phí. Tại vì cái thời đại này nó cái gì nó có hiệu ứng hết. Thế là chưa kể là Ben thì Ben lúc nào cũng cảm thấy là khi mà cắt Berm về xong ấy, mình cảm thấy nó tôn lên những cái góc cạnh mà mình muốn. Kiểu như góc cạnh mặt của một người đàn ông thì nó có rất là nhiều texture. Từ cái hồi mà bắt đầu cái dòng tóc gọi là undercut nó xuất hiện ở Việt Nam ấy, cả đi kèm theo là barber bắt đầu kiểu như là có một cửa hàng chuyên nam ấy xuất hiện ấy, thì lúc mà mình thấy con trai Việt Nam bắt đầu quạch cho rất là nhiều. Đẹp dai ra hẳn. Và chắc là chả có style nào có thể đi qua được cái style này đấy. Berm thực sự là một người rất là yêu nghề. Mình phải yêu nghề thì nghề nó như mình kìa. Đối với mình thì đây đó là nghệ thuật. Là nghệ thuật. Dù ai cũng biết là đây cũng là nghề và làm kiếm tiền, nhưng mà chắc chắn là cái đấy phải đặt sau. Nếu như bạn muốn tầm bạn khác. Giờ thì chúng ta cũng đang ở Hồ Tây. Hồ người Tây nhá. Hồ người Tây. Hà Nội thật sự là có mỗi cái Hồ Tây là chỗ là mọi người thích lên nhất trong mùa hè rồi. Vì sunset ở đây. Từ thời xưa rồi. Nhưng mà đúng là không ra không đi thì mình không thể tìm được cái nơi mà thật sự là mình thích. Có thể cơ sở vật chất Berm không gọi là đầy đủ hay là không xịn sò như nơi khác. Nhưng mà Berm có thể mang lại cho mọi người những thứ mà nó bình dị hơn, và đặc biệt là cái mái tóc của mọi người và cái cách bọn Berm làm dịch vụ của mọi người. Dĩ nhiên là nếu mà Berm đầu tư vào cơ sở vật chất thì cái giá nó cũng sẽ phải vì thế mà lên. Thật ra là Ben cũng nghiêm túc với cả tóc phải khoảng 4 năm nay. Lúc trước lúc làm YouTube thì Ben cũng đã kiểu quan tâm đến vấn đề tóc tai các thứ rồi, nhưng mà nói chung mình phải trải qua rất là nhiều những cái người không đúng.
và mình cũng biết là mình muốn gì cho đến khi mà gặp được bờ, mình thực sự em cảm thấy đây là đích đến và chung một người hiểu tóc của mình, hiểu chất tóc của mình toàn diện về nhiều mặt. Cảm ơn Ben. Đấy, bản thân Bờm khi mà được cắt cho Ben thì Bờm thấy là Bờm nói chung là cũng tiến cũng lên rất là nhiều. Đấy, lên từ thẩm mỹ cho đến đặc biệt là tư duy. Đó. Nhiều câu chuyện anh em chia sẻ với nhau. Có một đợt Bờm còn đi đến nhà Ben lúc mà đợt dịch ấy. Cắt ship. Rồi để vui lại. Phan Bội Châu. Bét luôn. Chung Ben đọc được ở đâu ấy là những người bạn thật sẽ giúp cho nhau tốt lên. Too different, too wild, too loud, done with too much style. Too far, too futuristic, and far too young to mess with. Too smooth, too elevated, too smart, too concentrated. Too ill to ever stand still, too hard-headed to bend to they will. When y'all finna leave me alone, I'm way, way too deep in my zone. When y'all finna leave me alone, I'm way, way too deep in my zone. When y'all finna leave me alone, I'm way, way too deep in my zone. When y'all finna leave me alone, I'm way, way too deep in my zone. Yeah. We should just build, then we might just find out how it feels to feel something real, feel something real, feel something real, feel something real. Yeah. Và vậy là đã đi đến cuối của video này. Hy vọng là mọi người thích cái video khi mà Ben đưa mọi người đi cắt tóc. Nếu mà mọi người có bất cứ một cái câu hỏi nào thì có thể hỏi Ben ở dưới phần comment. Ben và Bờm sẽ cố gắng trả lời nhiều comment nhất có thể. Và nếu mà những cái chủ đề nào mà Ben với Bờm không thể giải đáp được thì chắc chắn là sẽ làm một cái video nếu mà mọi người thích sự tham gia của Bờm ở trong video lần sau. Ngay sau đây thì Ben sẽ ra ngắm hoàng hôn một lúc và chắc là chỉ có vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp mọi người ở video sau.